Tisu xin kính chào cô chú anh chị các bạn. Hôm nay thì Tisu mời cả nhà sẽ đi vào dinh Thầy Thiếm cùng với Tisu. Bây giờ là 9 giờ rưỡi sáng. Hôm nay là ngày đầu tiên mà tổ chức cái hội dinh Thầy Thiếm trong 3 ngày 9, ngày 10, ngày 11. Nên là Tisu đi một cái xe khách ở Vũng Tàu, xong rồi xuống La Di, từ La Di đi vô trong này. Mười mấy cây số ha. Đây là trước cổng nè. Thì cách đây 2 năm Tisu cũng có đi vào, nói chung là đi cũng để quay chia sẻ những cái hình ảnh lễ hội ở Bình Thuận, Phan Thiết quê mình, để chia sẻ cùng với cô chú anh chị các bạn. Và năm nay hình như năm ngoái nữa không có đi, dịch hay sao á, nhớ vậy. Bây giờ mình sẽ đi vào trong này ha. Hồi mấy năm trước Tisu đi là Tisu nhớ là heo quay hả? Ừ. Xếp dài luôn. Không biết năm nay thì như thế nào. Ra đường này mát. Hồi nãy ở ngoài kia thì hơi nóng ở cả nhà. Hướng nào ta? Mình thấy rồi cứ đi vào ha. Tại năm ngoái Tisu nhớ là Tisu đi bằng cái đường vòng ở phía sau kia kìa, không phải đường ngoài này. Đây là chỉ là đường đi vô thôi cô chú anh chị các bạn. Hình như trong này có múa lông nữa hay sao, mình thấy có trống nữa nè. Đây là đường đi vô cả nhà mình, mọi người đi đông vui quá ha. Đây là khu vực phía ngoài này cả nhà mình, đi xô thấy mọi người trải bạc nữa đó ha. Ở đây là có những cái mô hình nè, để mình lại gần coi mô hình này có gì. À, có BTV tường thuật trực tiếp. Rồi, có gì nha cả nhà. Tam Bang Triều gì đó, Tam Bang Triều Điển. Chú cho con hỏi cái Tam Bang Triều Điển này có nghĩa là gì, chú biết không chú? Chú đó là nó dùng phong tục đổi đình đó, thầy vua Trần Nguyễn bắt tội đó. À, cảm ơn chú. Thầy cởi rồng về phương Nam. Này giống như sự tích à. Này là tiểu cảnh của nhà cụ hộ hai cháy. À, đây là ngọn đuốc kia là cháy, đang cháy đó cả nhà. Còn bên này là đóng thuyền cho ngư dân. Bên này là gì? Tâm nguyện đã tròn. Ở đây có rất là nhiều người chụp hình lưu niệm nè. Quá trời luôn, 1 người, 2 người, 3 người, 4 người, 5 người, 6 người, 7 người, 8 người. Chắc cái lễ hội này đông lắm cho nên là có rất là nhiều người chụp hình. Mà Tisu nghĩ là đời bây giờ thì người ta sẽ ít chụp hình hơn, tại vì người ta có điện thoại rồi hết. Nhưng mà mình thấy thợ chụp hình ở khu vực này vẫn còn rất là nhiều luôn.
Giờ mình đi vô coi nha, cho trong nãy giờ đi vòng ngoài thôi chưa có gì hết á, bây giờ mình mới đi vô trong. Vinh thầy thiến đây cả nhà mình. Ai đi thì sâu. Ồ, mọi người đi đông vô bắt đầu là chuẩn bị là hương khói nghi ngút nè. Quá trời người đông. Đây là khu vực lễ vật nè cả nhà. Wow. À, mình gặp các anh này rồi nè. Các anh em bữa mình gặp ở trong chương trình các bạn thấy lễ rồi họ dân họ cúng họ để mâm mà cúng xong bên ngoài đây lọc đây đó. Bên đây vô coi sắp mâm này cả nhà. Bên này là khu vực đốt giấy, không đốt giấy, không rải muối gạo cả nhà mình. Trời ơi, nó ngập kinh khủng, khói quá cả nhà. Trời ơi, mình lại gần đây. Thank you.
rồi đem vô cúng. Đây nè. Bên này là thỉnh ấn hộ mạng mài cậy nước phép lọc thầy thiếm nè. Vô đây thì có cái thỉnh ấn hộ mạng nữa này cả nhà. À, vậy mài cậy nước phép. Bưng lên ngoài thôi, bưng ngoài cũng ngoài kia. Cảm ơn ngoài cơ em ơi. Hey, cô chú anh chị các bạn đi một vòng xung quanh rồi á, là mình ra lại mặt trước nè. Chỗ mọi người sắp lễ để cúng nè. Hôm nay mới là ngày đầu tiên mà chắc ngày thứ hai, ngày thứ ba sẽ đông hơn nhiều. Bên này có miếu ông hổ nè. Mình đi qua. Hả? Bây giờ mời cả nhà sẽ đi vòng vòng qua khu vực này cho mát. Ở đây có cây si à. Rộng lớn, cái tán rộng lắm, hai cây. Mát mẻ. À, bên kia có cái
gọi là đánh cờ người ở cả nhà mình. Bây giờ mình qua nha, giờ qua quay một chút xíu để cô chú anh chị các bạn mình xem cái đoạn này. Mình ra ngồi lại cái cổng chính à. Xe hai bình ba ăn chốt chế mã, xe bình ba ăn chốt chế mã, vâng mã đỏ yếu. Xe ăn chốt chế mã đỏ yếu đỏ. Xe 8 tấn 2 gìn giữ mã đỏ, xe 8 tấn 2 phối hợp với pháo để gìn giữ mã đỏ, xe 8 tấn 2 phối hợp với pháo để gìn giữ mã đen, sĩ giáp pháo, pháo 8 bình 6, đen sĩ giáp pháo, pháo 8 bình 6, đen sĩ giáp pháo, pháo 8 bình 6, đỏ hết sức tỉnh táo. Vâng, vì hậu phương đang yếu cho nên đỏ sĩ 4 tấn 5. Đỏ sĩ 4 tấn 5. Hậu phương đang yếu, có thể nằm xuống cho nguy hiểm. Đỏ sĩ 4 tấn 5. Đen tượng 7 tấn 5. Đen tượng 7 tấn 5. Đen tượng 7 tấn 5. Một đích định phòng ngự. Đỏ cố gắng phục hồi tiên thủ ở xe 1 bình 2 rất mạnh, trực xe rất mạnh. Đỏ xe 1 bình 2 trực xe rất mạnh. Đen mã 8 tấn 7. Đen mã 8 tấn 7. Đỏ âm thầm thối pháo đà xe, pháo 9 thối 1. Đỏ pháo 9 thối 1. Đỏ âm thầm thối pháo đà xe. Đỏ âm thầm thối pháo đà xe. Đen biết mà giả vờ như không biết, gọi là minh tri có mùi. Chốt 3 tấn 1. Chốt 3 tấn 1. Đen chốt 3 tấn 1. Khai thông tăng lộ má.